The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavago. Verse 17, The Story of Devdutta. Here he suffers, hereafter he suffers. In both states the evildoer suffers. Evil have I done, thinking thus, he suffers. Furthermore, he suffers, having gone to a woeful state. While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha spoke this verse, with reference to Devdutta. Devdutta was at one time residing with the Buddha in Kosambi. While staying there, he realized that the Buddha was receiving much respect and honor as well as offerings. He envied the Buddha and aspired to head the order of the monks. One day, while the Buddha was preaching at the Valyavana monastery in Rajagaha, he approached the Buddha and on the ground that the Buddha was getting old, he suggested that the order be entrusted to his care. The Buddha rejected his offer and rebuked him, saying that he was not worthy of holding this responsibility. The Buddha next asked the Sangha to carry out an act of proclamation, Pakasanyakama, regarding Devdutta. Devdutta felt aggrieved and vowed vengeance against the Buddha. Three times, he attempted to kill the Buddha, first, by employing some archers, secondly, by climbing up the Gijakuta hill and rolling down a big piece of rock onto the Buddha, and thirdly, by causing the elephant Nalajirai to attack the Buddha. The hired assassins, instead of attacking the Buddha, became his disciples. The big piece of rock rolled down by Devdutta hurt the big toe of the Buddha just a little, and when the Nalajirai elephant rushed at the Buddha, it was made docile by the Buddha. Thus Devdutta failed to kill the Buddha, and he tried another tactic. He tried to break up the order of the monks by taking away some newly admitted monks with him to Gayasaisa. However, most of them were brought back by chief disciples Sariputta and Mahamoggallana. Devdutta fell ill. Devdutta's sickness continued for 9 months. At last, desiring to see the Buddha, he said to his own disciples, "I desire to see the Buddha. Make it possible for me to see him." They replied, "When you enjoyed good health, you walked in enmity with the Buddha, we will not lead you to him." Said Devdutta, "Do not destroy me. I have indeed conceived hatred towards the Buddha, but the Buddha has not cherished so much as the tip of a hair's hatred towards me. And in very truth, towards the murderer Devdutta, towards the robber Angulimala, towards Dhanapala and Rahila, to each and all he manifested an even temper." At last, Devdutta wanted to see the Buddha. But when Devdutta alighted from his litter, his feet sank into the earth. He was this way swallowed up by the earth and was taken to Avicii hell. Explanatory verse 17. Those who do evil, those given to wrongdoings, are tortured in mind both here and hereafter. Being born in a state of woe after death, the doer of evil keeps on torturing himself more with the thought, "I have done evil deeds." In conclusion, many are the questions that are raised about the future existences of Devdutta. Traditional commentaries state thus, there is a tradition that when the Buddha saw that matters had gone thus far, he made a monk of Devdutta. And this he did because he became aware of the following: if he shall remain a layman and not be received into the order as a monk, inasmuch as he has been guilty of grievous crimes, it will be impossible for him to look forward with confidence to future existence. But if he shall become a monk, no matter how grievous the crimes he has committed, it will be possible for him to look forward with confidence to future existence. In the far future, according to this tradition, he will become a solitary Buddha, Paksika Buddha, named Isara. The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavago. Verse 18, The Story of Sumanadevi. Here he is happy, hereafter he is happy. In both states, the well-doer is happy.
Good have I done, thinking thus, he is happy. Furthermore, he is happy, having gone to a blissful state. While residing at the Jetavana Monastery in Savatthi, the Buddha spoke this verse, with reference to Sumana Devi, the youngest daughter of Anthapika. Every day, 2,000 monks took their meal in the house of Anthapika at Savatthi, and a like number in the house of the eminent female lay disciple Visakha. Anthapika appointed his oldest daughter Mahasabhata. The latter showed the monks the customary attentions, hearkened to the law, and as a result obtained the fruit of conversion. Afterwards she married and went to live with her husband's family. Then he appointed Kula Sabhata, who followed her older sister's example, obtaining the fruit of conversion, and afterwards marrying and going to live with the family of her husband. Finally, he appointed his youngest daughter, Sumana. Sumana obtained the fruit of the second path, but remained unmarried. Anthapika was in the refectory when he received his daughter's message, but immediately went to her and said, "What is it, dear daughter Sumana?" Sumana said to him, "What say you, dear youngest brother? You talk incoherently, dear daughter." "I am not talking incoherently, youngest brother. Are you afraid, dear daughter?" "I am not afraid, youngest brother." She said no more, but died immediately. Although the treasurer had obtained the fruit of conversion, he was unable to bear the grief that arose within him. Accordingly, when he had performed the funeral rites over his daughter's body, he went weeping to the Buddha. Said the Buddha, "Householder, how is it that you come to me sad and sorrowful, with tears in your eyes, weeping? Venerable, my daughter Sumana is dead." "Well, why do you weep? Is not death certain for all?" "I know that, venerable. But my daughter was so modest and so conscientious. What grieves me so much is the thought that when she died, she was not in her right senses." "But what did your youngest daughter say, great treasurer?" "Venerable, I addressed her as dear Sumana, and she replied, 'What say you, dear youngest brother?' Then I said to her, 'You talk incoherently, dear daughter.'" "I am not talking incoherently, youngest brother." "Are you afraid, dear daughter?" "I am not afraid, youngest brother." She said no more, but died immediately. Said the exalted one to Anthapika, "Great treasurer, your daughter did not talk incoherently, but why did she speak thus?" "Solely because you were her youngest brother. Householder, your daughter was old in the paths and the fruits, for while you have attained but the fruit of conversion, your daughter had attained paths and the fruits, that she spoke thus." "Was that the reason, venerable?" "That was the reason, householder." "Where has she now been reborn, venerable?" "In the world of the Tusita gods, householder." "Venerable, while my daughter remained here among her kinsfolk, she went about rejoicing, and when she went hence, she was reborn in the Deva world." Then the Buddha said to him, "It is even so, householder. They that are heedful, be they lay folk or religious, rejoice both in this world and in the world beyond." Explanatory verse 18. The person who has done good and virtuous deeds rejoices in this world. Gone to a pleasant state of existence after death, he rejoices exceedingly. This way he rejoices here and in the next world. In both worlds, he rejoices realizing that he has done virtuous deeds. In conclusion, sadness is a psychological state. No one can escape, except the saints. Sadness has many causes. Sometimes we are absurdly sad. "I'm sad, I don't know why I'm sad." Grief is a common thing in the world, because it is one of the many afflictions. There are people who are sad, caused by external circumstances, because someone has offended them. People often say, "The mind is white and sorrowful."
Verse 17, the Buddha shows us clearly the mood of those who have created evil karma. Having created evil karma, no matter where you are, it is impossible to be happy. For example, a murderer, although the law has not found them, but during the time of hiding, try to ask if they are as peaceful as before they have not committed the murder. No matter where they hide, even if they run to heaven, it can't be fun. Thus, if we want to have joy, as long as we don't create evil, we already have joy, we don't have to look far. In the 18th verse of the Dhammapada, the Buddha clearly shows us the opposite picture. The person who creates many blessings is guaranteed to have a joyful life. Rejoice with yourself and rejoice with others. Joy fills the heart, wherever that person is. Under any adverse circumstances, if we try to create good things, then our mind has nothing to worry about. The feeling of that peace, only those who do good can really feel it deeply. Thus, the scene of joy and sorrow is nowhere else, only in our mind. Everything is created by our mind. A happy life is a holy life of human life. On the contrary, living in a sad situation, every day and night, you are sad, you are better. It is better to die and then be happier. But it's not easy to die. Because, the karma has been caused, they have not yet paid. Some people say that people who commit heinous crimes will hardly have a peaceful day in their lives. Although they live in the world, it is no different from living in hell. This statement is not false at all. Above all else, every Buddhist should create for themselves a peaceful and harmonious life by always creating good karma. Concluding the commentary on verses 17 and 18 of the Dhammapada tells the story of Devdutta and Sumanadevi. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, verses 19 and 20. Sincerely, thank you. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 17, câu chuyện về Devada. Nay than, đời sau than, làm ác hai đời than, hắn than, ta làm ác, ọ a cõi khổ, càng than. Khi trú tại tu viện Jetavan ở Svathi, Đức Phật đã nói bài kệ này liên quan đến Devada. Devada có một thời cư trú với Đức Phật ở Kosambi. Trong khi ở đó, ông nhận ra rằng Đức Phật đã nhận được rất nhiều sự kính trọng và tôn kính cũng như các đồ cúng dường. Ông ghen tị với Đức Phật và khao khát đứng đầu tăng đoàn. Một ngày nọ, khi Đức Phật đang thuyết pháp tại tu viện Veluvan ở Ragaga, ông đến gặp Đức Phật và với lý do rằng Đức Phật đã già, ông đề nghị giao tăng đoàn cho ông chăm sóc. Đức Phật từ chối lời đề nghị của anh ta và của trách anh ta, nói rằng anh ta không xứng đáng nắm giữ trách nhiệm này. Tiếp theo, Đức Phật yêu cầu tăng đoàn thực hiện một hành động tuyên bố Vasaniya Kama liên quan đến Devada. Devada cảm thấy đau buồn và thề sẽ báo thù Đức Phật. Ông ta đã ba lần định giết Đức Phật, lần thứ nhất bằng cách thuê một số cung thủ, lần thứ hai bằng cách trèo lên đồi Jijata và lăn một tảng đá lớn xuống Đức Phật, và thứ ba bằng cách khiến con voi Lagi tấn công Đức Phật. Những kẻ ám sát được thuê, thay vì tấn công Đức Phật, đã trở thành đệ tử của ngài. Tảng đá lớn do Devada lăn xuống chỉ làm ngón chân cái của Đức Phật bị thương một chút, và khi con voi Lagi lao vào Đức Phật, nó đã được Đức Phật làm cho ngoan ngoãn. Do đó Devada không giết được Đức Phật, và ông đã thử một chiến thuật khác. Anh ta cố gắng phá vỡ tăng đoàn bằng cách mang theo một số nhà sư mới được nhận cùng với anh ta đến Gaysa. Tuy nhiên hầu hết trong số họ đã được các đại đệ tử Sriputta và Mamogalan mang về. Devada ngã bệnh. Bệnh của Devada tiếp tục trong 9 tháng. Cuối cùng, vì muốn thấy Đức Phật, ông nói với các đệ tử của mình: "Tôi muốn thấy Đức Phật để tôi có thể gặp anh ấy." Họ trả lời:
Khi ông còn khỏe mạnh, ông đi thù địch với Đức Phật, chúng tôi sẽ không dẫn bạn đến với anh ta. Devadatta nói, xin đừng hủy diệt tôi quả thật có tâm hận Phật, nhưng Phật đối với tôi không hề ôm mối hận dù là đầu sợi tóc. Và sự thật là đối với tên sát nhân Devadatta, đối với tên cướp Angulima, đối với Dhanapala và Rula, đối với mỗi người và tất cả, anh ấy đều tỏ ra bình tĩnh. Cuối cùng, Devadatta muốn gặp Đức Phật. Nhưng khi Devadatta bước xuống khỏi kiệu, hai chân ông lún sâu xuống đất, anh ta bị trái đất nuốt chửng theo cách này và bị đưa đến địa ngục Avi. Chú giải, câu 17, những người làm điều ác, những người làm điều sai trái, bị tra tấn trong tâm trí cả ở đây và sau này, sinh ra trong cảnh khổ sau khi chết, kẻ làm ác cứ tự hành hạ mình nhiều hơn với ý nghĩ ta đã làm những việc ác. Tóm lại là, nhiều câu hỏi được đặt ra về những kiếp tương lai của Devadatta. Các bài bình luận truyền thống nói như sau, có một truyền thống rằng khi Đức Phật thấy rằng mọi việc đã đi quá xa, Ngài đã cho Devadatta làm một nhà sư, và anh ấy đã làm điều này bởi vì anh ấy nhận thức được điều sau đây, nếu anh ấy vẫn là một cư sĩ và không được nhận vào tăng đoàn như một tu sĩ, vì anh ấy đã phạm những trọng tội, thì anh ấy sẽ không thể mong đợi niềm tin vào sự tồn tại trong tương lai. Nhưng nếu anh ta trở thành một nhà sư, bất kể những tội ác mà anh ta đã phạm phải nghiêm trọng như thế nào, anh ta sẽ có thể tự tin hướng tới kiếp sống tương lai. Trong tương lai xa, theo truyền thống này, Ngài sẽ trở thành một vị Phật độc giác, Pasika Buddha, tên là Aisasa. Kinh Pháp Cú, phẩm 1, phẩm song yếu, kệ tụng, câu 18, câu chuyện về Sumandi. Nay mừng, đời sau mừng, làm phúc hai đời mừng, hắn mừng, ta làm phúc, sanh cảnh lành, mừng hơn. Khi trú tại tu viện Jetavan ở Svathi, Đức Phật đã nói bài kệ này liên quan đến Sumandi, con gái út của Anthapika. Mỗi ngày, 2000 vị tỳ khưu thọ trai tại nhà ông Anthapika ở Svathi, và một số tương tự tại nhà của nữ cư sĩ Lỗi Lạc Viết. Anthapika bổ nhiệm con gái lớn Ma Subhadda, người sau chỉ cho các tỳ kheo sự chú tâm thông thường, nghe theo luật, và kết quả là chứng được quả hồi hướng. Sau đó cô kết hôn và đến sống với gia đình chồng. Sau đó, Ngài chỉ định Kula Subhadda, người đã noi gương chị mình, đắc quả cải, sau đó kết hôn và đến sống với gia đình nhà chồng. Cuối cùng ông chỉ định cô con gái út Suman. Suman chứng đắc thánh quả nhưng vẫn chưa lập gia đình. Anthapika đang ở trong phòng ăn khi nhận được tin nhắn của con gái mình, nhưng ngay lập tức đến gặp cô và nói, có chuyện gì vậy, con gái Suman thân yêu? Suman nói với anh ta, anh nói sao, em út thân mến, con nói năng không mạch lạc, con gái yêu. Em không nói lung tung đâu, em út, con có sợ không, con gái yêu. Em không sợ đâu, em út. Cô ấy không nói gì nữa mà chết ngay lập tức. Mặc dù vị thủ quỷ đã đạt được quả hồi hướng, nhưng ông ấy không thể chịu nổi nỗi đau khởi lên trong mình. Theo đó, sau khi cử hành nghi thức an táng thi thể con gái, ông đã khóc đến Đức Phật. Đức Phật bảo, gia chủ, sao ông lại đến với ta với vẻ mặt sầu não, nước mắt giàn giụa, khóc lóc, thưa tôn giả, con gái Suman của con đã chết. Chà, tại sao bạn lại khóc? Chẳng phải cái chết là chắc chắn cho tất cả sao? Tôi biết điều đó, thưa Hòa Thượng. Nhưng con gái tôi rất khiêm tốn và rất tận tâm. Điều khiến tôi vô cùng đau buồn là khi nghĩ rằng khi cô ấy chết, cô ấy đã không tỉnh táo. Nhưng con gái út của ông đã nói gì vậy, thủ quỷ vĩ đại? Thưa Ngài, tôi gọi cô ấy là Suman thân yêu. Và cô ấy trả lời, bạn nói gì? Em út thân mến. Sau đó, tôi nói với cô ấy, con nói chuyện không mạch lạc, con gái yêu ạ, em không nói lung tung đâu, em út, con có sợ không, con gái yêu. Em không sợ đâu, em út, cô ấy không nói gì nữa, mà chết ngay lập tức. Đức Thế Tôn nói với Anthapika, đại thủ quỷ,
con gái ông không nói năng lộn xộn. Nhưng tại sao cô ấy lại nói như vậy? Chỉ vì anh là em trai út của cô ấy. Gia chủ, con gái của ông đã già trong đạo và quả. Vì trong khi ông chỉ chứng được đạo quả, thì con gái của ông đã đắc đạo và quả nên đã nói như vậy. Đó có phải là lý do không, thưa hòa thượng? Đó là lý do, thưa gia chủ. Thưa hòa thượng, cô ấy đã tái sinh ở đâu? Trong thế giới của các vị thần tu Sita, gia chủ, thưa tôn giả, trong khi con gái tôi còn ở đây với bà con họ hàng của nó đã vui vẻ đi khắp nơi, và khi ra đi, nó được tái sinh vào cõi trời. Bấy giờ Đức Phật bảo ông ta, thật là gia chủ. Những ai có chánh niệm, dù là cư sĩ hay tu sĩ, đều hoan hỷ cả trong thế giới này và thế giới bên kia. Chú giải, câu 18, người đã làm việc thiện và tích đức vui mừng trong thế giới này. Đi đến một trạng thái tồn tại dễ chịu sau khi chết, anh ta vô cùng hoan hỷ. Bằng cách này, anh ấy vui mừng ở đây và trong thế giới tiếp theo. Trong cả hai thế giới, anh ta vui mừng nhận ra rằng anh ta đã làm những việc đạo đức. Tóm lại là, buồn là một trạng thái tâm lý, không một ai thoát khỏi, ngoại trừ các bậc thánh nhân. Buồn có nhiều nguyên nhân. Có đôi lúc ta buồn một cách ngớ ngẩn, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Buồn than là chuyện thường tình ở thế gian, vì nó là một trong nhiều thứ chi mạc phiền não. Có người buồn do ngoại cảnh gây nên, vì ai đó làm cho họ trái ý nghịch lòng. Người ta thường nói tâm sầu bạch phát, như trường hợp Vương Hóa buồn nhớ Tiểu Long Nữ, chỉ có một đêm thôi mà trên đầu bạc trắng. Thật là tội nghiệp, buồn là một độc tố nguy hiểm âm thầm giết chết ta từng giây phút. Có người vì quá buồn rầu nên sanh bệnh hoạn không thuốc nào chữa hết. Người nào mang tâm trạng buồn nhiều thì cuộc đời của họ khác nào như bãi tha ma. Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết quăng đi những gánh nặng lo âu, thì cuộc đời sẽ vui sướng đẹp đẽ biết bao. Cụ Nguyễn Hiến Lê có viết một tác phẩm với nhan đề là Quăng gánh lo đi và vui sống. Chúng ta nên cố gắng bắt chước học hỏi câu nói này. Được thế, thì chắc chắn hoa và trái sẽ nở rộ trên cây hỷ xả. Sở dĩ ta buồn nhiều, vì ta quá coi trọng bản ngã. Càng coi trọng bản ngã chừng nào, thì lòng tự ái của ta càng cao chừng nấy. Người mà ôm ấp quá nhiều tự ái, thì thử hỏi làm sao có được đời sống vui tươi cho được. Có người ở cảnh này than buồn không vừa ý, đi tìm tới cảnh khác có lẽ vui hơn. Nhưng than ôi, khi đến cảnh khác thì họ cũng không hài lòng vừa ý. Cả hai nơi và thậm chí đến nhiều nơi, cũng không nơi nào vừa ý họ. Lúc nào họ cũng than buồn. Quả thật họ là hạng người đứng núi này trông núi nọ. Ta thử hỏi, tại sao họ lại có tâm trạng biến thái như thế? Câu trả lời thật đơn giản là vì tâm họ chất chứa nặng trĩu u buồn. Cõi lòng của họ đang chứa đầy nội kết. Một thứ nội kết ung nhọc độc còn hơn thứ nội kết của nàng Kiều. Do đó, họ sống không một chút cởi mở. Họ là mẫu người quá rắc rối chấp nhất. Họ không hài lòng với bất cứ ai trong khi giao tiếp. Người ta nói, họ là người quá khó tánh. Thật ra, tánh là thứ gì mà khó hay dễ? Nó chỉ là thứ hư vọng không thật. Chẳng qua là do huân tập ngoại cảnh thói quen tạo thành. Cho nên buồn vui chỉ là một thứ tâm lý giả tạo. Có đó rồi không, chúng đắp đổi xoay vần nhau suốt cả cuộc đời. Song có điều, vì chúng không thật, nên chúng ta có quyền chuyển đổi chúng từ trạng thái này qua trạng thái khác. Và chúng ta có quyền đình chỉ chúng không cho chúng hoạt động. Nhưng muốn đình chỉ chúng cho có hiệu quả, tất nhiên ta phải dùng đến trí huệ. Phải thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm lên, rọi thẳng vào mặt chúng, thì bọn chúng sẽ tan biến ngay. Đó là quyền của chúng ta. Nhưng khổ nỗi không có mấy ai biết lấy lại chủ quyền này. Như vậy, buồn hay vui lỗi không phải ở nơi ngoại cảnh, mà lỗi đó chính do ở nơi tâm trạng của mỗi người. Vì quá hiểu tâm lý này, nên cụ Tiên Điền Nguyễn, câu pháp cú 17, Phật cho chúng ta thấy rõ tâm trạng của kẻ đã gây tạo nghiệp ác. Đã gây tạo nghiệp ác, thì dù ở đâu, cũng không thể nào vui được. Thí dụ như kẻ giết người, dù luật pháp chưa tìm ra họ, nhưng trong thời gian lẩn trốn, thử hỏi họ có được an vui như trước khi chưa gây ra án mạng hay không. Dù họ có lẩn trốn nơi đâu,
giả sử chạy lên trên thiên đường, cũng không thể nào vui được. Như vậy, muốn có niềm vui, chỉ cần ta không gây tạo điều ác là ta đã có niềm vui rồi, không cần phải tìm kiếm ở đâu xa. Câu pháp cú thứ 18, Phật nêu rõ cho chúng ta thấy một hình ảnh trái ngược lại. Người nào tạo nhiều phước lành, thì bảo đảm người đó có một đời sống hoan hỷ. Hoan hỷ với chính mình và hoan hỷ với tha nhân. Niềm hoan hỷ tràn ngập cõi lòng, dù người đó ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh thuận nghịch nào. Nếu như ta cố gắng gây tạo những điều lành, thì tâm thức ta không có gì phải lo âu buồn bã. Sự cảm thọ niềm an lạc đó, chỉ có người làm lành mới thật sự cảm nhận một cách sâu sắc mà thôi. Như vậy, cảnh vui buồn không ở đâu khác, chỉ ở trong tâm của chúng ta. Tất cả đều do tâm ta tạo lấy. Cuộc sống an vui là một cuộc sống thánh thiện của đời người. Ngược lại, sống trong cảnh buồn thảm, tối ngày cứ mặt ủ, mày ê, thì thà chết cho rồi sướng hơn. Nhưng dễ gì chết được đâu, bởi lẽ, nghiệp quả đã gây ra, họ chưa trả xong. Có người nói, kẻ gây tội ác tày trời, thì đời họ khó có ngày được an ổn. Dù họ sống giữa trần đời, nhưng không khác gì sống trong cảnh địa ngục. Lời nói này thật không sai ngoa chút nào. Hơn ai hết, người Phật tử mỗi người hãy tự tạo cho mình một nếp sống an vui và hài hòa, bằng cách luôn tạo nghiệp lành, thì chẳng những an vui trong hiện đời mà còn ở mãi mãi về sau nữa. Kết thúc chú giải câu kệ 17 và 18 kinh pháp cú kể về câu chuyện của Devada và Sumandi. Mời các bạn chờ đợi lắng nghe tiếp câu kệ kinh pháp cú câu 19, 20 nhé. Trân trọng cảm ơn.